Bánh mì Việt Nam rất nổi tiếng hơn 10 năm qua, được từ điển Oxford, Anh Quốc ghi nhận tên bánh mì là một danh từ riêng. Bánh mì Việt Nam đã trở thành món ăn phổ biến trên thế giới, tạo cơ hội kinh doanh rất lớn cho người Việt Nam. Món gà rán nổi tiếng tại Mỹ với các thương hiệu lớn như KFC, giờ đây đã được cải biên thành nhiều loại gà rán thơm ngon với nhiều loại sốt làm phát cuồng các bạn trẻ sành điệu. Gà rán sốt phô mai, gà rán sốt trứng muối đang rất thịnh hành tại Sài Gòn và được rất đông đảo giới trẻ yêu thích. Bạn Vương Gia Khiêm chuẩn bị du học tại Canada. Bạn mong muốn trang bị nghề bánh mì, nghề gà rán, làm nghề tay trái khi du học và đã tìm đến thầy y để được thọ giáo bí quyết kinh doanh nghề bánh mì. Xin chào mọi người, mình tên là Gia Khiêm và mình đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay mình đến lớp thầy y ở Nestray để học ba loại nhân bánh mì là thịt bò, thịt gà và thịt heo cùng với hai loại sốt. Rồi một ngày cuối năm 2022 thì bạn Vương Gia Khiêm mà bạn đang ở Sài Gòn, bạn có kế hoạch là đi du học ở Canada, thì gia đình tư vấn và các bạn cũng tìm hiểu về cái vấn đề là điều đi học du học và trang bị một cái nghề bên ẩm thực thì giúp cho các bạn có thể là ra nước ngoài có thể vừa học vừa làm có một nghề tay trái. Thì bạn chọn cái nghề bánh mì, phải nói là nghề bánh mì là cái nghề rất là phải nói là rất là hot, rất là nhiều người ở phương Tây rất là thích cái món ăn Việt Nam, đặc biệt là bánh mì. Thầy y đã truyền dạy cách sản xuất pate, mayonnaise là các loại nhân quan trọng trong ổ bánh mì Việt Nam. Pate và mayonnaise đã được thầy y hướng dẫn cách làm và cách bảo quản sử dụng cho nhiều ngày mà vẫn giữ được hương vị thơm ngon đặc trưng của từng loại. Cách lựa chọn nguyên liệu từ gan heo, mỡ heo tươi ngon, cách khử mùi, phương pháp định lượng gia vị, phụ gia chính xác, cách xay pate và đóng hộp, cách hấp và nướng pate, cách bảo quản pate để sử dụng cho nhiều ngày đã được thầy y truyền dạy rất tỉ mỉ. Cách làm mayonnaise từ dầu và trứng, cách đánh mayonnaise bằng máy để tạo ra sản phẩm chuẩn, cách pha chế mayonnaise tạo hương vị riêng đã được thầy y truyền dạy. Pate và mayonnaise rất quan trọng, như một chất kết dính giữa nhân và vỏ bánh, đồng thời tạo độ béo và thơm ngon cho ổ bánh mì. Buổi học tiếp theo, thầy y đã hướng dẫn cách sản xuất thịt xiên nướng để kết hợp với bánh mì Việt Nam. Thầy y đã hướng dẫn cách chế biến từ khâu chọn lựa thịt, cắt thịt, làm sốt, ướp thịt, xiên thịt, bảo quản, hút chân không và kỹ thuật nướng thịt để tạo ra những cây thịt nướng thơm ngon hấp dẫn. Đó thì các loại thịt như là thịt bò, rồi thịt heo, thịt gà. Đó thầy hướng dẫn 3 loại sốt để ướp cái loại thịt này. Thầy hướng dẫn từ chọn nguyên liệu đến xiên thịt, đến ướp và đóng gói. Bạn có thể để dành, vừa sử dụng nhiều ngày. Thầy đã hướng dẫn xử lý các loại thịt khác nhau để nướng xiên que, như thịt heo, thịt bò, thịt gà, cách tạo ra những loại sốt nướng khác nhau cho từng loại thịt, tạo ra những hương vị riêng cho từng món thịt nướng bánh mì. Cách làm đồ chua, hai loại sốt ngon để chan vào bánh mì Việt Nam đã được thầy y hướng dẫn rất cặn kẽ. Cách nướng thịt bằng lò nướng điện, cách bố trí quầy bán hàng, cách làm ra ổ bánh mì hoàn chỉnh, cách làm nóng để tạo bánh mì thơm giòn, cách đóng gói ổ bánh mì là những công đoạn quan trọng để tạo ra ổ bánh mì Việt hoàn chỉnh với thịt xiên nướng. Rồi ngoài ra bạn Vương Gia Khiêm cũng học cái nghề gà rán. Đây là một cái nghề phải nói là cũng rất là tiện dụng. Đây là một loại thức ăn nhanh rất là được cải biên từ cái món gà rán của Mỹ. Đó, thầy hướng dẫn từ cái khâu lựa chọn nguyên liệu đến cách ủ gà, cách pha bột để nhúng bột, rồi cách lăn bột, rồi cách chiên gà. Rồi ngoài ra thì có hai loại sốt kèm theo gà rán, đó là sốt trứng muối và sốt chua ngọt. Đó, thầy hướng dẫn cái định lượng để sản xuất ra những loại sốt đó. Thì khi chiên gà ra thì kết hợp cái loại sốt thì tạo nên một cái gà rán rất là đặc biệt. Và điều đó rất quan trọng để khi kinh doanh
giúp cho các bạn có thể kiếm những cái thu nhập tốt để có thể là kinh doanh, cũng có thể là kiếm một cái thu nhập trong quá trình đi học. Trong quá trình học thì mình cảm thấy thầy dạy rất là nhiệt tình, thầy sẵn sàng trả lời những câu hỏi liên quan của mình và đã tận tình chỉ bảo mình rất là nhiều kỹ năng trong nấu nướng. Và sau khi mà kết thúc buổi học và tự mình trải nghiệm cái sản phẩm của mình làm ra thì mình cảm thấy cái công thức của thầy rất là đậm đà, khác hẳn chất lượng, khác hẳn với lại những cái món bánh mì khác ở trên ngoài bên ngoài thị trường. Em xin cảm ơn thầy đã chỉ bảo em. Sau hai buổi học nghề trực tiếp với thầy Y, bạn Kim đã nắm bắt được tất cả các bí quyết và quy trình sản xuất các loại nhân bánh mì, gà rán theo hướng công nghiệp. Hiện nay, mọi thứ đã sẵn sàng, bạn đã đủ tự tin mang nghề bánh mì nổi tiếng và nghề gà rán của Việt Nam sang Canada để kinh doanh. Chúng tôi chúc bạn Kim thành công, giúp thực khách được thưởng thức những ổ bánh mì, những món gà rán ngon và đẳng cấp với những loại nhân độc đáo, mang nét đặc trưng của ẩm thực Việt Nam, góp phần quảng bá ẩm thực Việt Nam trên toàn thế giới.